Chào mừng các khán giả của Gia Bảo Luxury đã quay trở lại cùng với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì cái tên được nhắc đến trong video này đó là Uplow Spirit of Big Bang 45mm. Nhắc tới Uplow thì chúng ta sẽ nghĩ về một thương hiệu đồng hồ trẻ tuổi, cung cấp những mẫu đồng hồ thể thao cao cấp cùng với dáng vỏ đồng hồ đặc thù, sự trộn lẫn giữa các chất liệu và bộ dây đeo riêng biệt. Và ở đó thì chúng ta sẽ tìm thấy những model sáng tạo là sự đổi mới hợp thời đại như là Spirit of Big Bang. Đây là một sáng tạo của thương hiệu Uplow tung ra vào năm 2014. Như tiết lộ của hãng thì họ đã sử dụng thiết kế nền tảng là dòng đồng hồ Big Bang với dáng vỏ sandwich nổi bật nhất lúc bấy giờ và biến đổi sao cho phù hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng hiện thời. Đến cuối cùng, khi hiện diện trước công chúng, Spirit of Big Bang là những mẫu đồng hồ có dáng vỏ gần như hình chữ nhật nhưng lại được phình ra ở hai bên và cong nhẹ phần mặt đáy đồng hồ. Về bộ vỏ đồng hồ, thương hiệu Uplow đã tốn nhiều công sức để chế tác thành công bộ vỏ Titanium cho chiếc đồng hồ này. Bàn về dáng vỏ thì như đã đề cập ở trên, nếu nhìn thẳng, Uplow Spirit of Big Bang 45mm sẽ có lớp vỏ gần giống hình chữ nhật với hai cạnh bên phình nhẹ sang phía bên ngoài. Còn nếu như đặt mắt hướng tới sườn của mẫu đồng hồ, chúng ta sẽ thấy một độ nghiêng nhẹ để chiếc đồng hồ thuận tiện nằm trên cổ tay. Cố định mẫu đồng hồ Uplow Spirit Big Bang 45mm trên cổ tay là dây đeo đặc trưng của Uplow với mặt trong là dây cao su và mặt ngoài là dây da. Lớp vỏ sandwich nhiều tầng đã khiến bộ sưu tập Big Bang làm mưa làm gió, chinh phục biết bao khách hàng, đã được giữ lại và triển khai trên thiết kế đồng hồ Uplow Spirit Big Bang 45mm này. Phần viên cạnh bằng titanium đã được đánh sáng bóng khi nhìn ngang đồng hồ và ép chặt lớp đệm trong chất liệu tổng hợp màu đen, tương phản cùng với núm vặn cỡ lớn vốn được bổ sung lớp đệm cao su màu đen. Nằm trên dưới của núm vặn điều chỉnh là nút bấm chronograph cỡ lớn, phù hợp với thiết kế thể thao của cỗ máy này. Titanium là kim loại có đặc tính cứng và đặc biệt nhẹ. Và bởi rất cứng nên những công đoạn liên quan đến việc cắt, gọt, tạo hình hay là đánh bóng kim loại này đã không phải là điều dễ dàng. Vậy Uplow đã thành công trong việc xử lý bề mặt của Titanium như trên chiếc đồng hồ này hay không? Thì đơn giản thôi, bạn đã hãy chiêm ngưỡng phần viền vắt chéo của vành bezel sẽ có ngay câu trả lời cho riêng mình. Chỉ là với mẫu đồng hồ này, người dùng sẽ không chiêm ngưỡng được hết kỹ thuật hoàn thiện bề mặt chất liệu titanium trên vành bezel hay càng nối dây đồng hồ. Bởi với mẫu đồng hồ này thì nhà sản xuất quyết định nạp thêm rất nhiều kim cương lên bộ vỏ, đảm bảo sở thích của những ai đam mê vẻ đẹp của thứ vật chất cứng nhất hành tinh. Chính xác thì có 156 viên kim cương, tương đương 1,34 carat đã được nạm trên vành bezel đồng hồ và 168 viên kim cương, xấp xỉ 1,12 carat có mặt ở càng nối dây đồng hồ. Dù được nạm kín kim cương trên các vị trí này, nhà sản xuất vẫn giữ lại 10 đính ốc tròn biểu tượng cho theo đúng chữ H. Bây giờ thì hãy xét tới mặt số đồng hồ. Không thua kém lớp vỏ, mặt số của Uplow Spirit Big Bang 45mm còn mang nét hấp dẫn riêng. Được thiết kế với phong cách skeleton hiện đại để lộ ra những chi tiết cơ khí, thậm chí bạn còn có thể chiêm ngưỡng được đĩa lịch ngày đang di chuyển trên mặt số. Dù có các chi tiết máy sắp xếp chằng chịt, lại có thêm 3 mặt số phụ nằm các góc 3, 6, 9 giờ. Việc chỉ báo thời gian của mẫu đồng hồ này vẫn được đảm bảo khi các cọc số bên ngoài rìa đều có kích cỡ lớn và phủ chất phát quang màu trắng, tương tự bộ kim ở trung tâm. Có lẽ làm quen với mặt số đồng hồ một thời gian ngắn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một số điểm nhấn mà Uplow tạo nên, đó chính là kim dây chronograph được đặt ở trung tâm, cho đến ô cửa sổ báo ngày góc 4:30 hay là những vạch chỉ phút ở viền ngoài mặt số. Còn về bộ máy đồng hồ, HUB4700 là bộ máy được sử dụng để cung cấp năng lượng cho mẫu đồng hồ này. Với roto được thiết kế dạng skeleton, chúng ta cũng có thể dễ dàng chiêm ngưỡng bộ máy. Đây là kết tinh giữa Uplow và Zenith trên nền tảng là bộ máy El Primero nổi tiếng. Cả Zenith và Uplow là những thương hiệu thuộc quyền sở hữu của tập đoàn LVMH nên cả hai sử dụng tài nguyên chung đều là dễ hiểu. Thương hiệu Uplow đã sử dụng một bộ máy chronograph truyền thống và biến tấu nó đưa vào sử dụng trong một thiết kế hiện đại như mẫu đồng hồ này. Có các chức năng là chronograph chỉ báo ngày bên cạnh giờ, phút, giây. Bộ máy HUB4700 có thể đảm bảo năng lượng cho cả mẫu đồng hồ Uplow Spirit Big Bang này hoạt động trong vòng 50 giờ đồng hồ. Đó là những thông tin chi tiết về mẫu đồng hồ Uplow Spirit Big Bang 45mm ngày hôm nay. Không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào về cỗ máy này? Hãy để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!